Ngày 4 tháng 8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ cho biết vừa phẫu thuật khối u sơ nặng 3kg trong cơ thể một người phụ nữ. Điều đặc biệt là người bệnh này tình cờ phát hiện khối u sơ tử cung khi mà bà đi khám họng. Theo đó, người phụ nữ 48 tuổi ở Phú Thọ chưa từng một lần đến bệnh viện khám vì luôn thấy khỏe mạnh. Gần đây, bà đến bệnh viện Đa khoa Hùng Vương khám khi thấy đau họng, ho, đau đầu. Các bác sĩ đã tư vấn thực hiện một số cận lâm sàng cần thiết để đánh giá sức khỏe tổng quát. Kết quả khám sức khỏe khiến cho các bác sĩ và bệnh nhân ngạc nhiên. Người phụ nữ này có khối u sơ tử cung với kích thước lớn khoảng 16-18cm, chiếm toàn bộ tử cung mà không hề biết. Trước đó bệnh nhân không có biểu hiện khác thường nào và cứ nghĩ là chỉ béo bụng bình thường. Khối u có trọng lượng 3 kg được các bác sĩ khoa phụ sản và khoa ung biếu kết hợp thực hiện phẫu thuật ngay sau đó. Hiện tại bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Theo các bác sĩ, u sơ tử cung còn được gọi là u cơ là khối u vùng chậu thường gặp nhất ở phụ nữ. Chúng là các khối u lành tính phát sinh do đột biến của một dòng đơn bào của tế bào cơ trơn hay nội mạc tử cung và chịu ảnh hưởng của hormone.